Trong ngày hôm qua thì kỳ chuyển nhượng giữa mùa của V-League năm nay đã khép lại, đã có rất nhiều sự xáo trộn trong đội hình của các đội bóng và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thay đổi đáng chú ý nhất trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa này. Câu lạc bộ Topelec Bình Định đã bổ sung thêm một gương mặt chất lượng vào đội hình khi ký hợp đồng với thủ thành Đặng Văn Lâm. Anh sẽ thi đấu cho đội bóng Topelec Bình Định với hợp đồng có thời hạn tới 3 năm rưỡi và mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Nhóm đội đầu bảng cũng hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Câu lạc bộ Hà Nội chiêu mộ tiền đạo Lucas Vinicius và tiền vệ Mujantosi. Đây là những cầu thủ sẽ thay thế cho Jurojek và Josip Ivancic do chấn thương và không đáp ứng được chuyên môn. Đội bóng này cũng mượn trung vệ Tấn Sinh từ câu lạc bộ Quảng Nam. Còn với Sông Lam Nghệ An, đội bóng này cũng kịp bổ sung thêm một cầu thủ có bản lý lịch ấn tượng là Mario Aquest. Sự xuất hiện của cầu thủ trưởng thành từ câu lạc bộ Villarreal cũng được coi là một động thái quyết liệt cho tham vọng lớn của Sông Lam Nghệ An trong cuộc đua đến ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Ngoài ra, Lý Nghiên cũng gây bất ngờ lớn khi quyết định tái ngộ với đội bóng cũ là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, dù vừa mới tuyên bố giải nghệ cách đây không lâu. Đội bóng này cũng bổ nhiệm huấn luyện viên Trương Việt Hoàng làm huấn luyện viên trưởng để giúp câu lạc bộ sớm vượt qua khó khăn.